Chị Bảy, chị xỉn mà chị nằm cái tướng gì vậy? Cái gì đâu mà nó gò như cái gò tháp không? Nó cứ nhõng 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 lên hoài nè. Tối ngày tôi thấy cái này em điệu dữ lắm rồi đó nghe. Đồ nào điệu? Mua đồ coi kìa. Lớn ngàn lớn tuổi rồi mua đồ tàn, đồ sexy không, đồ kiểu nít không. Ha, mẹ cục qua em nè. Ừ, tới ngõ còn nấu nữa. Thấy không, cho nó ra cái nơ nữa không? Chứ ai giờ sống lỗi thầy như ba con vậy? Ê, người mua hậu dịch trời sớm nó luộc chín chưa? Bữa nay hai chồng làm xương xương này. Ngủ chưa? Chùa đang luộc trống vậy, chừng một dạo nữa là chín rồi đó. Dạo chín nè, em mua ngủ rồi nè. Chờ mọi, hai chồng làm xương xương nó ngủ. Đậu hoài cái ghiền quá. Nguyện cái gì? Đậu rồi có màu làm cái xương bậy cái gì? Nằm giãn răng không tốt thôi. Như nó nhậu dưới tía không nè Như? Ôi con nít mà nhậu cái gì? Dạ. Đập cho nó quen con mốt nó hư hỏng cái gì? Rồi Vé số đây, vé số đây. Sao chưa? Số chị không chơi, ông mời ông đó, ông có chơi, ông chơi đi. Số rồi. Lâu mà lâu quá mới gặp anh. Trời ơi, lâu lắm mới đi được này đó. Bán có trúng đặc biệt gì không? Trời ơi, trúng hoài chứ gì. Ngày nào cũng trúng. Ngày nào cũng trúng hả? Ừ. Mà đều trúng ăn ha. Không có, công ty trúng với mình không có trúng. Công ty trúng không à? Công ty trúng hả? Không, bán này lúc gì cũng có trúng mà trúng gió đi đường á. Mệt quá trúng gió. Đâu vậy vậy? Mua đâu đã 8 năm nay rồi. Đâu chúng chú đầu còn có nữa, có đâu rồi chúng đặc biệt. Còn mai lỡ rồi trời ổng thương xót ổng nhỏ giọt hay sao? Bán nhiều mặt này còn mấy giờ, mấy giờ, mấy tờ? 200 tờ à. Hai lại còn có mười mấy tờ à. Mấy tờ gì? Thôi mua hết đi. Mua hết thì bị gì phải mua chứ chưa? Chồng, chồng, nó nhậu được đấy. Đâu hả? Chơi chơi chứ gì, chưa có mười mấy tờ đâu. Cha này đi bán cái số không còn nhiều không bán cho gọi luôn, rủ nhậu đi chơi liền trời. Còn có cả còn mười mấy tờ cậy đi. Ở mấy nơi nữa chụp mình tiếp trả tờ. Em phải chung nó ba tiếp nha. Có mấy tờ đậu với gạo. Mua có chúng đâu mà mua. Trời ơi, có mười mấy tờ đó thì anh mua thiếu cũng được đó. Ít bữa đi ngang lấy gì đâu. Không, mối mang mà. Ừ, gom vô coi gì là chính chơi, lấy rồi. Mua có chúng đâu mà mua, uống tiền. Không, bà nhận rồi đó. Trời ơi, em cũng đâu có cần đâu, mười mấy tờ này em ra ngoài em mối em không đủ nữa. Nhưng mà nhận qua tờ nhận rồi. À, thôi bữa nay sẵn dịp anh em làm xương xương đi. Ừ. Nè coi bỏ túi đi. Đếm ra coi nhiêu tờ đó rồi bỏ túi đi. Đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Với số này tốt nè ha. Ừ. 91 92 93. 12 tờ à. Đếm kiểu này đếm nhái nè, hồi đó đếm nhái tới vụ 29. Cái nó nhái thì tốt nè, cái 91 92 là năng giảm 700 tụi con nha. Ừ. Vậy hả? Ừ. Vậy thôi 12 tờ bỏ túi đi. 12 tờ là 120. Ừ. Rồi, ok. Hồng dịch luôn. Ồ, ngon ra. Nè, dậu hồng dịch luôn. Đúng là không có, là ở đây là vợ chồng tôi là quốc rồi đó. Hai chồng quốc rồi. Trời trần thấy nó muốn hơi dậu hơi ta. Thằng giải là gài chứ đi. Gái đi. Ủa, có rượu sẵn luôn hả? Có, mua rồi. Đó tính hai chồng lụm rồi đó. Hai chồng lụm nè. Lụm đang ngủ chưa hả? Dạ. Hai chồng chơi khỏi bánh lộn với ai chứ. Lộn bàn, khỏi bánh lộn nữa. Không có bánh thì nữa hai chồng. Bánh trúng không à? Hai chồng không, đúng không? Có bánh thì chừng nữa chùm mình lên hai chồng bánh nhau, không bánh nhau ai chứ. Rồi vô mồi đi. Vô. Vô mồi đi rồi mình tính sao? Rồi mình ăn cái gì nữa mới ngon. Cái mình đổ ra hết không ngon. Không. Có ăn không? Có không? Tí lộn cho con hộp. Con hả? Vô nè, vô đi cho nóng máy. Vô đi. Ừ. Này của gì đây? Chú hộp. Chú hộp. Chú quá. Tìm ra. Ủa này cũng được à. Nào ngày hai chồng thì làm cái này mà ăn sao anh Bảy? Cũng sống được. Sống được ha. Ừ. Lâu lâu từng lễ gì đó, cái hai chồng kéo làm xương xương. Bảy nó ăn xị, lít rượu chú uống hai ba lần lắm. Ăn cái số một mối luôn trời. Thôi chị biết nhậu nè. Tưởng vậy đi cho dặn nhà có ngày rồi bị gì đi mặn coi đường ba đặt đồ đạp rồi cơm nước nữa thì dặn nhân dặn cốt rồi vậy mà. Thì cũng lớn tuổi rồi bạn đồ sexy quá ha. Có bồng quà chữ cái gì tùm lum cho nào nói được rồi đừng có chỉ vô đó.
Chứ nói chủ nghĩa mà chỉ dùng chi mới. Xin lỗi. Tại vì em thấy chữ chứ em đâu có chỉ gì đâu, em thấy quá trời nhiều chữ. Tại chừng học. Ồ, quá ngon quá. Dịch này ngon. Vô. Hai chị em mình cái. Đấy. Hai chị em mình uống miếng với hai chị em mình cái gì trời. Tại nói riết nó quen rồi. Thì uống với chú nha. Rồi. Kiến kìa chị, kiến. Ơi. Kiến. Chỉ gì gần sát kia tôi không chịu hết nha. Ủa gì em? Nói gì đâu, tại vì em thấy kiến bò. Kiến hả? Chỉ kiến mà chỉ sát vô gì nè. Kiến sao phủ dùm luôn. Bậy à. Thấy kiến. Không hả? Kiến nó cắn này kia sao? Kiến. Anh em không à, ủa em ở cùng không à, có gì đâu, trời sao em gì kỳ quá à. Ông này ông cùng cái gì trời. Hôm nay à, nhậu đi. Có rồi. Mũi kìa. Cái mùa này mũi quá mũi rồi. Mùa này mũi mà. Thấy giờ nhậu rồi, thấy nói là chân chú chịu rồi nghe. Thôi gì thôi đi, bà không chịu thôi đi. Đừng... À, vô nè. Con không? Đạp đứa con nghe. Uống hồi cho ngăn ngực khó thở quá. Khó thở quá. Mừng quá. Cái mày nó ngon. Còn còn em, anh em anh. Cái mày nhà chị ngon quá. Chị, mày học dịch. Mày, tôi. Ôi lộn. À, mới đập lại nè. Cái mày học dịch nhà chị. Ăn chung với con được rồi. Nhậu đi. Chuyện nãy giờ thấy cái chuyện gì chứ quốc ơi trời, cái mày của tôi nằm ở đây chứ anh có ăn được đâu mời. Cái mày chết. Đúng rồi thì cái mày nhà chị lụt nè. Cái mày tâm ngon. Cái mềm ghê quá. Lụt héo. Ừ lụt nước dừa. Cái mềm sụm luôn á. Lụt nước dừa không đó. Cắn vô nó sực. Mà nó béo. Mày vô lúc nào cũng ngon. Béo gì đâu. Con bày lại không có gì nói. Hơn chồng thôi được, con gái biết gì không? Cái mày của ông đưa cho ăn không à? Cái gì không có cho ông ăn mày hả? Không. Anh ghế em đi ghế. Ở bên đây hả? Lộn. Ông không có ăn mày. Sao vậy là sao vậy? Chị còn uống nổi nữa không đó nha. Mặt này chụp lại rồi. Ông ăn hào không à? Ăn hào không ăn đồ biển không mời chứ ba cái này không có mời. Không à? Ăn hồng dịch mà không ăn mời. Tại vì mời nó đâu có nước khô gan à. Hào nó có nước dễ hấp. Không thôi chị nhà xây anh cao kè chứ vô tôi. Không còn đi chắc đi được, đi đỡ em đi được không? Đó, còn... Tôi uống cái này đi xin phép không? Anh không? Hết tiếng rồi. Mày ngon quá. Nè nè nè, còn con mẹ bơ ăn này nè. Vô con này vô. Vô đi vô mẹ con kìa, đi vô mẹ nè. Vô ngon. Nè sảnh này, có thấy được không? Vô, kè vô. Không thấy được, đây em kè vô cho. Kè vô không? Kè. Ngủ lì à. Không muốn nhiều. Còn con dân ăn, coi dân ăn đi. Để đi. Để mua xe tên là đang bảy. Tôi cũng... Tâu lép nằm ở đâu ạ? Đi vô trong này nè, nằm trai rồi. Vô đây mẹ em trái hả? Thôi, anh ngồi đây nha, để em đi xả chết kia kìa. Rồi. Thầy. Từ lâu qua nhà anh Bảy chơi nhậu. Hộp dịch cũng ngon. Chỉnh mà chỉ nằm cái tướng thì chạy. Cái gì đâu mà nó gò như cái gò tháp không nổi. Rồi nằm gì là thứ gì chịu nổi. Trời ơi. Chạy nhỏ như ghê luôn rồi. Anh Bảy ơi, em xin lỗi anh Bảy. Em không cố ý anh Bảy. Tại vì tình thế ép buộc anh Bảy ơi.
ngon ngọt hơn là ăn tôm hùm Alaska. Bảy nãy giờ nhậu sao rồi, hết luôn rồi hả? Bây giờ còn cái này nữa rồi. Vậy là còn cái này nữa là xong ha. Vậy là em đi về rồi. Sao mày đã lâu chưa? Không có chơi luôn, hồi nãy đi đáy sao mà mắt ị gây ngồi ị luôn. Xin lỗi anh đã để lâu rồi. Hết luôn. Rồi thôi em đi về. Hồi nãy mua thiếu là 10 tấm số á. Dạ dạ 10 tấm. Rồi thôi em đi về nha. Bữa nào đi ghé trả luôn. Rồi ok ok, bữa nào ghé ngang nhậu cái nữa nha. Rồi ok. Đây bỏ này đi luôn đi. Em ơi, em ơi, ngày ai tàn ngủ nữa. Lụm ra nghe, lụm ra lụm gì lắm, lụm ra lụm lụm gì, lụm ra mới lụm rồi lụm gì nữa, lụm rồi nào, lụm trời ơi lụm ra. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Trời ơi trời. Gì vậy ai lụm? Ông lụm với ai, mới lụm với quần đúng. Em lụm với nó chá. Hết con nữ mẹ không lẽ thằng bán xô. Gì? Thằng bán giê xô. Thằng bán giê xô chết mẹ. Trời ơi trời.